Trên đường cao tốc đang hối hả bỏ chạy, một người bỗng nhiên gục xuống nôn ra một đống nước bẩn. Chỉ số phóng xạ lúc này đã đạt đến 133. Hóa ra màn bụi có chứa bức xạ hạt nhân đang bay đến. Người đàn ông vội vàng hét lên. Thấy vậy mọi người điên cuồng chạy về phía trước. Cảnh tượng hỗn loạn, đám đông liên tục dẫm đạp lên nhau. Vì đường cao tốc đã sớm bị tắc nghẽn, đám đông như thây ma ập đến dồn đẩy những người ở phía bên trên. Có người bị đẩy văng ra ngoài đường, có người lại bị ngã xuống đất bỏ mạng. Đây chính là thảm họa kinh hoàng nhất lịch sử loài người. Câu chuyện bắt đầu từ 2 ngày trước đây. Thị trấn nhỏ ở Hàn Quốc có một nhà máy hạt nhân vô cùng lớn. Các thiết kế cho thấy nó cực kỳ an toàn. Nhưng hôm nay họ thay giám đốc mới là em trai tổng thống. Hắn không biết gì về hạt nhân lại suốt ngày nhậu nhẹt. Còn giám đốc cũ cực giỏi thì bị đuổi việc vì không phải con ông cháu cha. Tối hôm đó, đường cống của thị trấn đột nhiên tràn ra vô số chuột. Bọn chuột đua nhau nhảy xuống biển tự ấy, báo hiệu cho một việc kinh khủng sắp xảy ra. Hôm sau, Nam Chính Đông Du vẫn vào nhà máy làm việc như mọi ngày. Đột nhiên lúc này xảy ra một trận động đất cấp độ 9. Toàn bộ nhà cửa ở thị trấn đều bị sụp đổ. Đường phố trở nên hỗn loạn vô cùng. Các tảng đá lớn rơi từ trên cao xuống. Nhà máy điện hạt nhân đương nhiên cũng loạn cào cào. Giám đốc cũ vừa mới rời đi, lo lắng nhà máy điện xảy ra chuyện lập tức quay trở lại. Nhân viên báo cáo một van bị nứt khiến nước làm mát rò rỉ ra ngoài. Giám đốc cũ liền đề nghị công bố cảnh báo trắng, lập tức yêu cầu sơ tán người dân ở xung quanh. Nhưng giám đốc mới chả biết tí gì về vấn đề này. Ông ta thấy đây chỉ là việc nhỏ, còn nói giám đốc cũ không có tư cách để mà ra lệnh. Rất nhanh, kỹ thuật viên báo nước làm mát bị cạn khiến nhiệt độ tăng cao. Thế là giám đốc cho vài công nhân hàn lại vết nứt. Nhưng công nhân vì sợ phóng xạ nên đóng van làm cho nhanh, dẫn tới áp suất đường ống không thể phóng thích nổ hết tanh bành. Nước làm mát chứa phóng xạ xịt thẳng vào một nhóm công nhân khiến họ nguy cấp. Cảm thấy nguy hiểm, Đông Du vội cởi quần áo kêu đồng nghiệp bỏ chạy. Nhưng mọi người không nghe, vẫn cứ lao vào. Tổng thống biết được tình hình liền lập tức tập hợp quan chức, yêu cầu công bố cảnh báo xanh sơ tán người dân. Nhưng thủ tướng tóc bạc lại là tên điều cáng, hắn sợ làm vậy sẽ ảnh hưởng tới uy tín nhà máy điện mà hắn đầu tư, nên mới khuyên tổng thống chưa báo cho người dân mà để nhà máy xử lý. Ai ngờ phía nhà máy nhiệt độ của lò phản ứng ngày càng cao, chỉ số áp suất tăng chóng mặt khiến lò phản ứng sắp nổ. Trước mắt chỉ có một cách duy nhất, chính là mở van ra xả hơi nước có chứa bức xạ ra ngoài. Nhưng một khi xả khí ra, 900.000 dân của thị trấn sẽ chết bởi chất phóng xạ. Thủ tướng đều cáng đề nghị lập tức xả khí, nhưng Tổng thống vì muốn hạn chế tối đa người chết, quyết định sơ tán 30.000 người dân trong bán kính 5 km trước khi xả khí phóng xạ. Ai ngờ quá trình sơ tán kéo dài tận 3 tiếng, cũng vì quyết định sai lầm này đã tạo ra thảm họa ở quy mô lớn. Các công nhân của nhà máy nghe nói lò phản ứng sắp nổ, họ sợ hãi chen chúc nhau ồ ạt bỏ chạy ra ngoài, dẫn tới một khung cảnh hỗn loạn bên trong nhà máy. Cấp trên nghe thấy điều này, liền đóng hết tất cả các cửa thoát hiểm không cho công nhân chạy ra. Đang khi công nhân muốn cậy cửa, tổ trưởng dọa nạt trừ khi khủng hoảng được giải quyết, nếu không đừng ai mong sống sót để rời khỏi đây. Nhưng tính mạng sắp không giữ được nữa rồi, chẳng ai còn quan tâm tới cứu lò phản ứng. Áp suất lò phản ứng lúc này đã đạt 400 kilobascal. Như thế này thì chỉ vài phút nữa lò phản ứng sẽ phát nổ. Khốn nạn thay, người dân sơ tán lại bị tắc đường, còn tổng thống thì vẫn muốn sơ tán hết 30.000 người dân đó. Phía nhà máy lúc này áp suất đã lên tới 500. Giám đốc cũ yêu cầu lập tức xả khí không cần lệnh từ chính phủ. Theo kinh nghiệm, ông biết nếu cứ đợi chắc chắn sẽ nổ. Cấp dưới vội vàng thực hiện thao tác xả khí nhưng đã quá muộn. Lúc này các van xả khí đã bị mất khống chế hết rồi. Hiện tại chỉ có thể mở van xả khí bằng cách thủ công. Tình thế lúc này vô cùng cấp bách. Giám đốc cũ đích thân dẫn một đội công nhân đi đến chỗ van. Khốn nạn thay, cái van bị quá nhiệt không nhúc nhích tí nào. Chỉ số áp suất rất nhanh đạt tới giá trị cao nhất. Lò phản ứng hạt nhân lập tức phát nổ dữ dội. Những mảnh đá văng ra từ lò phản ứng phá hủy thị trấn. Rất nhiều công nhân đang làm việc bị kẹt lại bên trong. Khung cảnh hết sức hoang tàn. Lát sau vụ nổ lắng xuống, Năng Chính tỉnh lại. Nhìn sang xung quanh, rất nhiều bạn mình đã bỏ mạng rồi. Đông Du cố gắng cứu những đồng nghiệp còn bị kẹt lại. Biết tin nhà máy điện phát nổ, Tổng thống mất hết tinh thần. Tên thủ tướng đều cáng đề nghị phong tỏa tin tức. Hắn chỉ cho phép truyền thông đưa tin một lượng nhỏ nước làm lạnh bị lò rỉ, sau đó sắp xếp cho người dân tạm trú vào nhà thi đấu. Thực ra là để hy sinh những người này, nhằm giảm bớt người dân ra ngoài hạn chế tắc đường. Người dân ngây thơ cứ vậy đi theo, trong đó có cả mẹ và người yêu của Nam Chính. Phía còn lại, đội cứu hỏa nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Họ thấy công nhân nhà máy bị nhiễm phóng xạ chết nằm la liệt, chỉ số phóng xạ ở đây đã vượt mức 300, nên không một lính cứu hỏa nào dám tiến vào. Cách duy nhất bây giờ là phải cấp đủ nước làm lạnh vào lò phản ứng. Cùng lúc đó bên trong vẫn còn nhiều công nhân kẹt lại. Nam Chính cứu được rất nhiều người mang ra. Thấy lính cứu hỏa đứng im không ai dám bước, Đông Du chất vấn lính cứu hỏa tại sao không vào cứu người. Đúng lúc này người yêu của Nam Chính tới, cô bảo anh nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng khi Đông Du thấy những đồng nghiệp của mình lần lượt được cõng ra, lòng tốt trỗi dậy, anh quyết định ở lại cứu người, mặc kệ người yêu ngăn cản. Đông Du kêu lính cứu hỏa giữ người yêu rồi bản thân chạy vào nhà máy. Cựu giám đốc thấy đội cứu hỏa đều đứng im, liền gào lên tức giận với bọn họ. Cứ thế này tất cả mọi người sẽ đều chết đấy. Nói xong ông không màng nguy hiểm xông vào cứu người. Nhìn thấy vậy đội cứu hỏa mới bừng tỉnh. So với việc ở đây chờ chết, chi bằng đánh liều một phen. Đội trưởng ra lệnh mọi người dốc tất cả sức lực làm việc. Phía Hana biết nhà máy phát nổ quay về nơi lánh nạn báo cáo cho người phụ trách. Nhưng cấp trên không tin vì chính phủ vẫn giấu việc này.
Hana chạy vào trong nhà thi đấu. Bàng hoàng phát hiện người dân chưa biết gì vẫn còn ở đây. Hana lập tức chạy xuống báo việc nhà máy phát điện đã nổ cho mọi người. Người dân biết chuyện lập tức trở nên hoảng loạn. Họ thi nhau chạy thoát khỏi nhà thi đấu thể thao. Ai ngờ chạy đến cửa thì phát hiện lối ra đã bị quân đội phong tỏa. Mẹ và người yêu nam chính hết sức gào thét cũng không có tác dụng gì, thậm chí quân đội còn che chắn sóng điện thoại. Họ muốn nhóm người dân này phải chết ở đây. Đồng thời lúc đó đội cứu hỏa đang xịt nước để làm mát lõi hạt nhân, còn phía nam chính đang cứu đồng đội. Lúc cứu người không may lại bị nước làm mát đổ vào người. Sau khi ra ngoài, Đông Su liền ngất đi, phóng xạ khiến miệng anh nôn ra một lượng máu lớn. Nhìn thấy cảnh tượng này, đội cứu viện cuối cùng mới quyết định xông vào cứu hộ. Đồng thời cựu giám đốc thấy các xe cứu hỏa đang rời đi, anh tiến đến hỏi thì mới biết được, hóa ra xe cứu hỏa phải đi ra xa vài chục km để lấy nước ngọt làm lạnh lò phản ứng. Ông xông vào phòng chỉ huy chất vấn bọn họ, tại sao các người không dùng nước biển ngay cạnh để làm mát? Bất ngờ ông nhận được câu trả lời rằng, tưới nước biển vào sẽ khiến lò phản ứng hoàn toàn hư hỏng. Giám đốc nghe xong tức điên cả người. Đến giờ phút này rồi, chúng không nghĩ đến chuyện cứu người, mà vẫn còn nghĩ đến việc giữ cái lò đã hỏng. Nhưng thật ra đây là mệnh lệnh của tên thủ tướng điều cáng. Bọn họ cũng chỉ biết tuân lệnh mà thôi. Rất nhanh đội cứu hỏa cũng chịu đựng không nổi phóng xạ, rất nhiều lính cứu hỏa không ngừng đổ gục nôn mửa rồi ngất đi. Chả mấy chốc đội cứu hỏa đã thương vong hơn một nửa, trong khi lõi năng lượng vẫn còn rất nóng. Mà bởi vì lấy nước ngọt khiến công tác chậm chạp, sáng hôm sau tình hình vẫn không thể cải thiện hơn. Cùng lúc này bụi phóng xạ đã bay lên tầng mây. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế qua thiết bị giám sát biết được, do đó đại sứ quán các nước đồng loạt cho sơ tán khẩn cấp. Tin tức này lộ ra, toàn bộ cảnh sát Hàn Quốc biết về thảm họa này đều chạy ồ ạt. Hana trông thấy vội chạy vào báo mọi người trong nhà thi đấu. Mọi người ồ ạt xông ra muốn chạy nhưng cửa khóa rồi. Cảnh sát vì ham sống sợ chết bỏ đi không thèm mở cửa. May mắn mọi người giật tung được một cánh cửa ra. Vì tin tức nhà máy điện hạt nhân phát nổ đã lộ, hàng triệu người dân ở trong phạm vi 30 km gần đó ngay lập tức lâm vào khủng hoảng. Mọi người điên khùng đổ xô đến bến xe, nhà ga trạm tàu điện đều chật cứng người. Sân bay chỉ trong thời gian ngắn đã trở nên thất thủ, họ không ngừng chen lấn xô đẩy nhau. Mọi người điên cuồng cướp giật dược phẩm cùng đồ dùng sinh hoạt khác. Giao thông của thành phố hoàn toàn bị tê liệt, bệnh viện cũng trở nên hỗn loạn, thậm chí bác sĩ cũng bỏ lại bệnh nhân để chạy thoát thân. Chỉ có một số cô y tá lựa chọn ở lại giúp đỡ các lính cứu hỏa. Đối mặt với thảm họa, luật pháp với đạo đức đều là vô dụng. Bởi cảnh sát và quân đội giờ cũng mặc ai người đấy giữ mà thôi. Nữ chính may mắn lấy được một chiếc xe bíp chở người già chạy trốn, nhưng chưa đi được bao xa thì gặp phải tắc đường. Nam chính lúc này cũng đã tỉnh lại. Anh vội gọi cho cô phóng sang được ngược chiều mà đi. Hana thấy cô thấy đường đối diện không có người, lập tức đá chân ga đâm tung giải phân cách, cứ vậy lái xe mà đi ngược chiều. Cảnh sát nhìn thấy cũng chả quan tâm, đến giờ này thì đúng là cứ đường là chạy. Nhiều quan chức chính phủ bỏ chạy lên TV, lập tức gây ra khủng hoảng nghiêm trọng về thị trường chứng khoán. Các nhà máy hay cảng biển đều không còn người, đất nước Hàn Quốc chính thức sụp đổ, tổng thống rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần trầm trọng. Ông bảo vợ mình mang theo con gái mau chạy trốn. Không ngờ người vợ ý chí kiên cường, vợ ông mắng quyền quyết định của ông bị thủ tướng cướp tay trên mà không biết. Ông không biết mạnh mẽ trong lúc khó khăn, chưa hiểu rõ tình hình và đã dễ dàng bỏ cuộc. Tổng thống nghe vợ chửi một lúc bắt đầu tỉnh ngộ. Trước tiên ông gọi điện cho cựu giám đốc để tìm hiểu rõ tình hình, sau đó mang quân đội đến xông vào văn phòng lấy lại quyền chỉ huy. Ông lập tức ra lệnh tính mạng người dân là quan trọng nhất, cho phép sử dụng nước biển chấp nhận hỏng lò phản ứng hạt nhân. Tuyên bố toàn quốc tiến vào trạng thái cực kỳ khẩn cấp. Cựu giám đốc được lệnh nhanh chóng báo tin cho đội cứu hỏa dùng nước biển. Đội cứu hỏa lập tức hành động thật nhanh, đồng thời máy bay trực thăng cũng hỗ trợ đổ nước biển vào lò. Cuối cùng lò phản ứng cũng dần dần nguội đi, nhưng đang khi tổng thống còn chưa kịp vui mừng, đúng lúc này một mối nguy hiểm lớn đang lại xuất hiện. Bể chứa chất thải bên cạnh lò phản ứng bắt đầu xuất hiện vết nứt, nước làm lạnh đang chảy ra không ngừng. 300 tấn thanh hạt nhân phế liệu bỏ đi được chứa ở bên trong, nếu tiếp xúc với không khí sẽ gây ra một vụ nổ khủng khiếp. Đến lúc đó toàn bộ đất nước Hàn Quốc sẽ sụp đổ. Nhưng tổng thống không thể ép quân đội tiến vào sửa chữa, vì tiến vào thì chỉ có con đường chết. Không còn cách nào khác, tổng thống chỉ đành tạ lỗi với người dân. Ông khẩn cầu có tình nguyện viên nào đó vào lò phản ứng và lỗ thủng, chấp nhận hy sinh tính mạng để giải cứu toàn bộ đất nước. Nghe bài phát biểu của tổng thống, nam chính vẫn nộ đập vỡ TV. Anh mắng chửi tổng thống thật là khốn khiếp, thảm họa là họ gây ra, bây giờ lại muốn người dân thay bọn họ đi chết. Đúng lúc này bạn của Đông Su nói với bố mình con muốn đi, ông bố thương con nên ra sức cản lại. Nhưng anh béo nói nếu con không đi thì sẽ chẳng có ai chịu đi hết. Anh đồng thời quay sang kêu gọi các đồng đội của mình. Nam chính nghe xong bình tĩnh lại cũng tình nguyện xung phong. Anh nói mình cũng rất sợ chết, nhưng người nhà anh vẫn còn đang cố chạy thoát khỏi nơi đây. Anh muốn giúp người thân của mình có thêm chút thời gian chạy trốn. Mọi người nghe xong liền nhao nhao đứng dậy. Dù sao đều phải chết tôi sẽ đi, cả tôi cũng muốn đi nữa. Nam chính gọi cho người yêu nói lời sau cùng, cô ứa nước mắt bắt anh hứa phải còn sống để quay trở lại. Sau đó nhóm công nhân tình nguyện mặc đồ bảo hộ hướng về phía cái chết. Chiếc xe màu đen chậm chậm tiến về phía máy hạt nhân, tất cả lính cứu hỏa đều nghiêm mình kính chào bọn họ. Họ biết rằng những người này sẽ không thể trở về. 25 người đi sâu vào tận bên trong, đến bồn chứa cựu giám đốc chia cả nhóm thành 3 đội, mỗi đội thay phiên nhau sửa chữa 5 phút một lần.
nhưng nồng độ phóng xạ trong này quá cao, liên tục có người không chịu được ngã xuống, khiến việc phá vết nứt là vô cùng khó khăn. Cứ vài phút lại có người hộc máu chết. Tổng thống xem phát sóng trực tiếp cũng căng thẳng vô cùng. Bên này đang lúc công việc thuận lợi, đột nhiên khe nứt kia lại vỡ ra to hơn, nước làm mát cứ vậy chảy ra ồ ạt. Cựu giám đốc thấy nhiệm vụ thất bại cho công nhân rút khỏi. Ông thông báo chỉ vài phút nữa khi chất làm mát chảy hết, cả đất nước Hàn Quốc sẽ bị nổ tung. Người dân biết được tin đó càng thêm hoảng loạn. Họ náo loạn leo lên các tàu du lịch chạy sang Việt Nam. Bên này, cựu giám đốc kêu mọi người hãy nói lời cuối cùng. Đúng lúc này, Đông Du đột nhiên nghĩ ra một cách. Thay vì sửa vết nứt không bằng cho nổ trần nhà, trực tiếp biến chỗ dưới đây thành bể chứa nước làm lạnh. Mọi người nghe xong lập tức tỉnh ngộ, nhưng lúc này vết nứt đã trở nên quá lớn. Việc đặt thuốc nổ và bịt cửa ra bắt buộc phải làm cùng lúc, đồng nghĩa phải có một người bên trong đặt thuốc nổ và không thể ra ngoài. Mà ở hiện trường chỉ có một mình Đông Du biết cách cài đặt thuốc nổ, bản thân anh cũng muốn mình ở lại để làm việc này. Anh nói lời từ biệt với tất cả đồng đội, rồi cầm thuốc nổ một mình bước lên. Mọi người ra ngoài đóng chặt cửa lại, đồng đội vừa hàn cửa vừa đau lòng bật khóc. Đông Du bên trong nhanh chóng bố trí thuốc nổ thật nhanh, nhưng phóng xạ quá lớn khiến anh liên tục quỵ xuống, phải dùng thuốc giảm đau mạnh mới có thể làm việc. Đông Du sau khi đã bố trí thuốc nổ xong, anh thông qua camera trên mũ nói lời từ biệt cuối cùng với mẹ. Tổng thống biết tin liền cho phát trực tiếp trên TV, người mẹ biết tin vội chạy lên xe VIP để xem trực tiếp. Mặc dù con không nhìn thấy mẹ, nhưng mẹ có thể nhìn rõ con đúng chứ? Con xin lỗi vì con đã không nói trước với mẹ. Đông Du đồng thời xin lỗi người yêu vì đã không thể trở về. Mối tình 5 năm chỉ đành kết thúc giang dở. Người mẹ nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của con trai, bà khóc lớn trong sự đau khổ tột cùng. Tất cả đồng đội đều không cầm được nước mắt nữa rồi. Lúc này Đông Du kiệt sức làm rơi chiếc mũ bảo hiểm khiến liên lạc bị cắt đi, lại càng khiến gia đình đau khổ hơn nữa. Nam chính trước khi mất đi ý thức cố gắng ấn nút, ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên phá sập kho lạnh. Khủng hoảng về nhà máy hạt nhân cuối cùng cũng được giải quyết. 50 triệu dân Hàn Quốc đều hướng về nhà máy để mặc niệm Đông Du, người đã không màng tính mạng để cứu bọn họ, cuối cùng vì cố gắng cứu nhà máy. Vài tháng sau, toàn bộ công nhân và lính cứu hỏa có mặt hôm đó đều đã hy sinh. Bộ phim này dựa trên một sự kiện có thật, chính là thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011. Phim tới đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye!